Thưa quý vị, những đợt dịch COVID-19 liên tiếp và kéo dài đã khiến nhiều hộ gia đình khó khăn lại càng thêm chật vật hơn, nhất là các gia đình có con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, Thành đoàn và Hội Đồng đội thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để các em có thể học tập tốt trong năm học mới, qua đó nuôi dưỡng ước mơ tương lai cho các em. Hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh do Trung ương Đoàn phát động, từ ngày 26 tháng 8 năm 2021, Thành đoàn và Hội Đồng đội thành phố đã và đang triển khai trao tặng hàng chục ngàn túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các em ở huyện Hòa Vang. Cũng thấy cũng đậm thiệt, chứ nói chung là ở với ngủ chứ mà có người quan tâm đấy là cô rất chi là cảm ơn. Nhà sách yêu thương không đồng cũng được các đơn vị triển khai trong đầu năm học mới. Theo đó, 200 suất quà được trao cho các em trên địa bàn hai quận Sơn Trà và Cẩm Lệ. Của cho không bằng cách cho, lãnh đạo thành đoàn và hội đồng đội thành phố đã đến tận nhà để trao những món quà này, đồng thời hỏi thăm và động viên tinh thần các em cùng gia đình. Em thấy món quà này rất là vui. Nên em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ. Trước đó, thành đoàn đã khảo sát và rà soát kỹ những hộ gia đình trên địa bàn để những số quà này có thể được trao đến đúng đối tượng cho những em có hoàn cảnh thật sự khó khăn do COVID-19. Thông qua các chương trình, các đơn vị đã trao khoảng 600 số quà cho các em với tổng kinh phí là khoảng 300 triệu đồng. Để thông qua cái hoạt động này là kết nối cũng như là phát huy cái vai trò của tổ chức đoàn, tổ chức đội thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh. Với những cái hoạt động như vậy thì thành đoàn cũng có những cái hỗ trợ cũng như là chia sẻ những khó khăn đối với các em trong cái tình hình dịch bệnh cũng như là bước vào năm học mới có nhiều cái thuận lợi hơn.